Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng từ Bogota, thủ đô nước Colombia. Thưa quý vị, tôi có nhận được trên email của tôi một tin nhắn của một bác chống cộng cực đoan với nội dung đó là: Hoàng Duy Hùng ơi, đừng có hèn với giặc và ác với dân. Đừng có lấy lý do là một quốc gia nhỏ cạnh một quốc gia lớn mà mình không dám ngẩng mặt lên để đối đầu với họ là Trung Quốc. Thì tôi nói vâng, thì đó là cái đầu óc lúc nào cũng cường điệu lên, lúc nào cũng là hữu giọng vô mưu. Mình nước nhỏ thì mình lựa thế chứ không phải là mình hèn với giặc và ác với dân nhá. Thì tôi cũng nhắn gửi là nè, hãy xem nước Đức này là một cường quốc đó, cường quốc về kinh tế lẫn cả quân sự. Ấy vậy mà bị Trung Quốc hù cho một cái là xanh mặt vải ra. Thì đó có phải là hèn với giặc và ác với dân không? Tôi hỏi người đó đó. Người đó bí không dám trả lời thưa quý vị. Thưa quý vị, mới đây thôi chứ không bao lâu nữa hết. Mới đây thôi. Cách đây vài hôm là Bộ Ngoại giao của Đức họ rất đau lòng để tuyên bố rằng là họ đã bị Trung Quốc chính thức từ khước không cho tàu chiến Bayern nhập cảng. Họ tuyên bố chính thức là không được nhập cảng. Họ bày tỏ rất là đau đớn. Trung Quốc không có chịu như vậy. Câu chuyện nó làm sao thưa quý vị? Câu chuyện nó là do bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đức, mà tôi đã nói là bà này là một người theo cánh hữu, cực hữu. Bà nghĩ rằng là ngon lành lắm, đã đến lúc mình có thể giễu võ giương oai. Bà tên là bà Annegret Kramp-Karrenbauer. Tôi đã nói chuyện về bà rồi, hôm nay tôi không nói chuyện về bà nữa. Thì đầu tháng 8 năm 2021, bà cử chiếc tàu chiến Bayern đi từ Đức để tiến tới Biển Đông. Bắt chước gần giống như là tàu của Pháp á, tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Pháp á, đi qua Biển Đông, nó đi tuần tra mà âm thầm là về đó. Rồi cả thế giới đã biết đó. Rồi cũng như là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Thì nước Đức cũng muốn bày tỏ là một cường quốc. Thì bà muốn bày tỏ đó, bà mới gửi cái chiến hạm Bayern sang phía Biển Đông. Mà đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua mới có sự hiện diện của tàu chiến của Đức đi đến Biển Đông. Thì bà Annegret Kramp-Karrenbauer đó, bà là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bà nghĩ chuyện đó là đúng, là vì nước Pháp làm được thì nước Anh làm được. Và hầu như bà không hỏi ý kiến Thủ tướng Angela Merkel. Bà cũng không hỏi ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Heiko Maas. Vì Bộ Ngoại giao thì họ đối xử cách khôn khéo hơn thưa quý vị. Theo lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức là ông Heiko Maas, thì ông nói rằng là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là nơi quyết định trật tự quốc tế của tương lai. Chúng tôi mong muốn, đây chúng tôi dùng danh từ ngoại giao, chúng tôi mong muốn thôi nha. Chúng tôi mong muốn chứ không phải là chúng tôi hung hăng gửi chiến hạm Bayern tới nha. Chúng tôi mong muốn đảm nhận trách nhiệm và đóng góp vào quá trình định hình và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đó là phát biểu của ông Heiko Maas. Khác với phát biểu của nữ bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bà phát biểu nó hung hăng hơn nhiều. Bà không có nhẹ nhàng thôi quý vị, bà phát biểu như sau. Đối với các đối tác của chúng tôi tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thực tế là những tuyến đường biển không còn rộng mở và an toàn, và những yêu sách chủ quyền đang được áp đặt bởi luật của kẻ mạnh. Đó là bà ám chỉ Trung Quốc.
Và nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer đã phát biểu như vậy. Cho nên bà mới cho rằng là sứ mệnh của tàu Bayern đến tới Biển Đông là nhằm trực tiếp vào nước mà có gọi là mà hung hăng gọi là lấn chiếm Biển Đông mà tạo sự bất ổn trong vùng. Bà nữ bộ trưởng Annette Kram Karamboher phát biểu như vậy. Tức là bà đã trực diện đối đầu với Trung Quốc, trong khi đó là chủ trương của Thủ tướng Angela Merkel là không có để cho Trung Quốc biết cái quan điểm của nước Đức. Thì bây giờ bà đã để, tức là bà đây là bà nữ bộ trưởng Annegret Kramp-Karrenbauer đó, đã để lộ ra cái ý đồ đó. Và Trung Quốc vì thế cho nên rất là giận dữ. Và trong tháng 8 liền ngay sau khi mà chiếc tàu Bayern khởi hành đó, thì Trung Quốc nói rằng là chứ không đồng ý và phải hỏi Đức là tại sao lại cử chiến hạm Bayern đi qua Biển Đông trong 19 năm qua. Nếu không có câu trả lời rõ ràng mà coi Trung Quốc là đối thủ thì Trung Quốc sẽ đối xử lại với Trung Quốc là một đối thủ. Và Trung Quốc thì là hiện giờ là một trong những tương tác hàng đầu về kinh tế với nước Đức. Trung Quốc mua rất là nhiều công ty và nhiều đất đai ở tại nước Đức, thì nước Đức sẽ phải đối phó với sự giận dữ của Trung Quốc. Đây, thế là nữ thủ tướng Angela Merkel xuống nước, và nữ thủ tướng Angela Merkel là lập tức tự mình chứ không còn qua bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer nữa, mà tự mình thay đổi lịch trình cho chiến hạm Bayern. Và vẽ cái lịch trình đó là chiến hạm Bayern sẽ cập cảng ở tại Thượng Hải và mong rằng là Trung Quốc cho tàu chiến Bayern cập cảng Thượng Hải để bày tỏ cái sự thiện chí là Trung Quốc hãy đón nhận, thì nước Đức không có phải là hung hăng với Trung Quốc đâu. Nhưng mà chính sách đó của bà Thủ tướng Angela Merkel đã mở ra một cái kẽ hở cho thấy rằng là sâu xé nội bộ của nước Đức giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao và Thủ tướng. Rõ như ban ngày như thế. Thế thì bà Angela Merkel đó, bà còn cử một ngay lập tức một người mà bà cho rằng là có thể giảng hòa được sự căng thẳng này giữa Trung Quốc và Đức. Bà gửi ngay ông đại sứ Jens Hacker là một cố vấn của bà cách đây mấy năm, mà là một người người Đức cho rằng rất thông minh, rất giỏi về ngoại giao, rất am hiểu về Trung Quốc, để tới ngay Trung Quốc làm đại sứ. Đó là ông Jens Hacker. Và ông Jens Hacker đó là ông tới đó thì sau 2 tuần cách ly thì ông đột ngột tử vong. Và hiện giờ tới ngày hôm nay cũng chưa biết nguyên do ông tử vong. Chỉ thấy rằng là Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố rằng là ông tử vong không liên quan gì vấn đề chính trị. Nhưng nhiều người chưa có tin. Một vị đại sứ như vậy chết mà không biết vì nguyên do như thế nào thì quý vị cũng đã đủ hiểu. Thế ngày 16 tháng 9 năm 2021, Đức mới nói rằng là chứ bây giờ là Trung Quốc chính thức cho biết không có cho tàu chiến Bayern nhập cảng ở tại Thượng Hải. Đức la trời lên, trời ơi, ngoại giao như vậy bây giờ Trung Quốc không cho chúng tôi ngờ, chúng tôi đã nhẹ nhàng, chúng tôi đã nói là thành ý của chúng tôi rồi. Vậy mà Trung Quốc cũng không cho chúng tôi nhập cảng là cái gì? Trung Quốc không cho nhập cảng. Nước Đức cảm thấy xót xa vì e sợ Trung Quốc sẽ giằng mặt hơn nữa bằng cách là không tương tác về kinh tế. Chỉ từng đó thôi là Trung Quốc hoảng sợ rồi. Thế tôi mới trả lời cho cái bác mà gửi email cho tôi đó, tôi nói cho đó, tôi kể sơ tôi nói, đó. Nước Đức là một cường quốc về quân sự và một cường quốc về kinh tế ở xa vời vợi ở biên Liên Âu. Ấy mà còn sợ rét run với Trung Quốc thì huống chi Việt Nam mới chỉ là vương mình dậy
sát cạnh Trung Quốc mà không mềm dẻo đối phó thì làm sao mà sống nổi hả ông? Cái ông gọi là não bùn mà tâm cụt hạn hẹp như thế mà đòi là cứ hở một chút xíu là hèn với giặc và ác với dân. Chính các ông á, mới là kẻ hèn với giặc và ác với dân khi để mất Hoàng Sa năm 1974 và mất đảo Thị Tứ cho Philippines, mất đảo Ba Bình cho Đài Loan, vân vân và vân vân. Các ông mới là hèn với giặc và ác với dân. Đối phó với Trung Quốc trong tình thế hiện tại thì phải mềm dẻo và khôn khéo. Bản tin của Việt Nam vào ra ngày 16 tháng 9 năm 2021 cho biết rằng là Trung Quốc không nhận nông phẩm Thăng Long của Việt Nam, nông phẩm á, Thăng Long của Việt Nam, thì là các Thăng Long của Việt Nam bây giờ là ế, gọi là các nông điền trồng Thăng Long mà phải chặt và hái và vứt đi thảm thương luôn. Nguyên từ đó không là nông dân mà lo về nông phẩm đó, đó là chết lên chết xuống rồi. Thì tôi hỏi cái người mà gửi email cho tôi đó, mới từng đó thôi là đã thấy mệt rồi đó. Trung Quốc không nhập cảng của Việt Nam không thì Việt Nam đủ mệt rồi. Việt Nam tương tác về kinh tế lớn nhất ông có biết là ai không? Không phải là Mỹ. Mỹ mới 90 mấy triệu giữa hai, 90 mấy tỷ giữa hai quốc gia thôi. Lớn nhất là Trung Quốc 198 tỷ rồi. Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc là khoảng chừng 90 mấy tỷ và nhập cảng bị nhiều hơn. Còn Mỹ thì Việt Nam xuất cảng sang Mỹ tới là 60 mấy tỷ mà nhập cảng mới có 30 mấy tỷ thôi, thặng dư mậu dịch là gần 40 tỷ. Thế tôi hỏi ông ấy là trên một quốc gia nhỏ, chẳng lẽ là cứ ngã về nước Mỹ rồi để đấu với Trung Quốc là chết luôn à? Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị các ông đã học bài học, Philippines đã học bài học, mất cảng bãi cảng Scarborough, vừa rồi Afghanistan nữa, rồi nữa là dân tộc Kurd. Mấy ông không học mà không sáng hai con mắt ra mà hở một chút xíu là cứ hèn với giặc và ác với dân. Ngu! Tôi nói như vậy, ngu, ngu vừa thôi. Lắm lúc tôi cũng khùng lên mấy ông nội này. Mà đúng quả thật là ngu, ngu dễ sợ luôn. Tôi đã nói là tôi chấp tất cả những người Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại này. Mở diễn đàn giống như vừa rồi, tôi tới một mình tôi thôi. Tôi chấp 10 người giỏi nhất của họ để đấu với tôi về cái vấn đề này. Cứ hở một chút xíu là hèn với giặc và ác với dân, chả biết cái gì hết, chỉ thích là dương cơ bắp, mà cơ bắp của ông chả có cái mẹ gì bây giờ đó. Cái súng nước của ông chưa cầm xong nữa chứ huống chi đó là dương cơ bắp bẩn bựa. Tôi viết trên email tôi gọi là đồ cái thứ bẩn bựa vừa thôi. Tôi nói đây là tôi ám chỉ luôn cả Đỗ Xuân Sơn á, luôn cả Phạm Trung Kiên vô đó, Tôn Tất Sơn này tôi ám chỉ hết á, cứ không vô trong đó tôi chắc luôn á. Hở chút xíu là hèn với giặc và ác với dân, chả hiểu gì về chính trị, chả hiểu gì về tình hình thế giới, chỉ hở chút xíu là chỉ muốn đưa cây súng nước của mình ra để phun thôi mà cũng không xong nữa, tởm thì thôi. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý vị là nước Đức đã phải đau đớn vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 tuyên bố là Trung Quốc không cho tàu chiến Bayern nhập cảng tại Thượng Hải. Dầu rằng chúng tôi đã cố gắng dịu dàng, dung hòa, nhưng Trung Quốc không chịu. Ai bảo các anh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer trước khi cử là tàu chiến Bayern không chịu hội họp với nhau lấy sự đồng thuận ý kiến đi. Để rồi gửi đi rồi đó là ăn cái gọi là cái chân gà nuốt không xong mà nhả ra không được. Một cái dilemma rồi bây giờ đó là trở thành một cái trò cười của cả thế giới. Ấy vậy mà những kẻ chống cộng cực đoan Việt Nam Cộng Hòa ngu dốt muốn học theo cái bài học đó. Tởm thì thôi. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.